Trước năm 1975, nhà văn bà Tùng Long đã nổi tiếng là cây bút nữ ở miền Nam Việt Nam. Bà để lại một sự nghiệp sáng tác lên đến 68 tiểu thuyết và hơn 400 truyện ngắn. Các tác phẩm của bà phần lớn đề cập đến thân phận người phụ nữ, ca ngợi tình yêu cao đẹp. Ghi nhận và trân trọng những giá trị văn học cao đẹp đó, 10 tác phẩm chọn lọc của bà Tùng Long đã được nhà xuất bản Trẻ ấn hành vào ngày 31 tháng 7 năm 2019. Trong 10 tựa phát hành đợt này, có 3 tựa chưa được in thành sách, đó là Bên Hồ Thanh Thủy, Một Vụ Án Tình và Những Ai Gieo Gió. 7 tựa còn lại là Bóng Người Xưa Đã Về, Một Lần Lầm Lỡ, Duyên Tình Lạc Bến, Đời Con Gái, Đường Tơ Đứt Nối và Con Đường Một Chiều. Sáng ngủ dậy, cái tờ giấy đầu tiên bà viết trong ngày là cái tờ thực đơn cho ngày ăn món gì để mà bà đưa người giúp việc đi chợ mua. Sau đó mới bắt đầu uống trà với ba tôi. Uống trà xong một ngày là 2 cửa trà, sáng sớm và trưa. Rồi bắt đầu mới bà viết là buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, nhất là buổi tối. Buổi tối là những anh em tôi ngủ hết, mà nhà rất là chật. Khi tôi nằm ngủ ngay dưới chân của bà, trải chiếu nằm ngủ ngay dưới chân bà, thì nghe tiếng bà viết ban đêm viết. Tôi thấy là cái âm thanh đó rất là đặc biệt. Khuya mà nghe tiếng dây viết nó chạy trên giấy đó, rào viết là lâu lâu ngừng lại một lúc lâu, viết lúc đó là bà đang suy nghĩ. Thì đó là một sự lao động thầm lặng bền bỉ. Với lối viết giản dị, mộc mạc, dễ đi vào lòng người và hàm ý giáo dục cao, các tác phẩm của bà thời bấy giờ khi vừa kết thúc trên báo đã có nhà xuất bản thương lượng mua bản quyền để in ngay lại thành sách. Trong vòng 16 năm từ năm 1956 đến 1972, có hơn 40 đầu sách của bà được xuất bản. Cái lúc đó là mình học lớp 6, lớp 7 thì mình cũng có hiểu biết. Thành ra mình đọc, mình thấy cũng văn bản rất gần gũi, rất là bình dị, rất là coi như hòa hợp với cái đời thường. Phụ nữ phải hy sinh cho chồng, cho con. Tất cả là một phụ nữ hồi xưa là bà viết theo cái kiểu là coi như là về chồng, về con hết, chứ không có về cho riêng một ai. Rất là hay, mình thích đọc của bà này như vậy. Nổi tiếng trong giới văn chương và có rất nhiều độc giả ái mộ, nhưng bản thân bà lại không muốn các con đi theo nghiệp viết của mình. Có khi có là những cái lý do tế nhị mà cũng không nói hết, nhưng mà một trong những cái đó thì cho biết là cái nghề viết văn á thì nó không có đem lại sự giàu sang khá giả. Nói chung là người viết văn hồi xưa, kể cả bây giờ, có rất ít người có thể sống bằng cái ngòi bút của mình, mà hầu hết đều có một cái cuộc sống khá là khó khăn. Thành ra có thể là mẹ vì vậy mà mẹ không muốn các con đi theo nghề đó. Nghề văn là một cái nghề nó chọn người, nó không phải là muốn mà được, mà nhiều khi không muốn cũng không được, tức là phải làm cái đó. Thì tôi được học nghề luật, và tôi sau giải phóng và tôi đi thanh niên xung phong, thì cuộc sống ở đó nó đem lại những cái cảm xúc để tôi viết nên cuốn truyện Ngọc Công Đá, và từ đó được nhiều người yêu thích, và từ đó tự nhiên là cái nghề nó đến với tôi. Cho đến khi tất cả các con đều đã học hành đỗ đạt và có vị trí trong xã hội, bà mới gác bút quy ẩn từ dạo đó. Bà Tùng Long mất ngày 26 tháng 4 năm 2006 tại nhà riêng ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 92 tuổi. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.